Từng lên TV bật khóc vì trầm cảm sau sinh, cuộc sống hiện tại của Tú Vi gây bất ngờ. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết tình hình hiện tại của mẹ bỉm sữa Tú Vi. Vừa qua, Tú Vi cùng chồng và mẹ tham gia một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên lên tiếng thừa nhận bị trầm cảm sau sinh, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong khoảng thời gian một tháng đầu tiên, ngày nào em cũng khóc, Tú Vi ngậm ngùi. Những lúc như vậy, nữ diễn viên luôn muốn có chồng bên cạnh và cảm thấy tủi thân mỗi khi ông xã Văn Anh ra ngoài. Tuy nhiên, Tú Vi cũng chia sẻ thêm rằng tình trạng của cô đã bình thường trở lại vì nhờ có chồng luôn giúp đỡ, phụ giúp chăm con. Hiện tại, cuộc sống mẹ bỉm sữa Tú Vi đã dễ thở hơn nhiều so với những ngày đầu làm mẹ. Tú Vi cảm thấy may mắn vì luôn có chồng bên cạnh và cùng chăm con. Phan Anh là ông bố mẫu mực lại rất mê con. Anh gần như dành hết việc chăm sóc em bé. Bà xã cho hay anh mê con hơn tất cả mọi thứ trên đời, nên luôn sẵn sàng dù công việc bận rộn nhưng vẫn về với con và vợ. Con gái đã đủ cứng cáp nên Tú Vi cũng tranh thủ một khoảng thời gian dành cho bản thân. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đi làm đẹp và hẹn bạn bè đi chơi tán gẫu. Bên cạnh đó, Tú Vi cũng đã trở lại với công việc. Vì con vẫn còn nhỏ nên nữ diễn viên chỉ nhận lời tham gia một số chương trình và lúc nào cũng có ông xã đi theo tháp tùng. Tú Vi cũng thường đưa con đến chỗ làm của Văn Anh để thăm ông xã và cũng là cách để giải khuây. Tú Vi và con gái nhỏ đáng yêu của mình, Tú Vi thường chia sẻ hình ảnh của con lên trang cá nhân với người hâm mộ. Tuy nhiên, vì muốn giữ gìn cuộc sống riêng tư của con gái nên Tú Vi vẫn nhất quyết giấu mặt con. Gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của Tú Vi và Văn Anh. Để chiều chuộng Hòa Minzy, bạn trai đại gia vừa lái xe vừa vất vả gọt cóc như thế này. Sẽ có khối cô gái ghen tị với Hòa Minzy khi được bạn trai cưng chiều hết mức như thế này đây. Mới đây trên trang cá nhân, bạn trai Hòa Minzy vừa đăng tải đoạn clip cùng dòng trạng thái tố cáo cô nàng vì đã hành hạ anh. Cụ thể, doanh nhân trẻ Nguyễn Minh Hải than thở: "Nhà em có cây cóc, em hái về cho bà ăn. Đi chơi bà mang theo, không mang dao gọt. Và thế là bà bảo không ăn vỏ được. Và kết quả là em phải vừa lái xe, vừa bào cóc bằng răng cho bà ăn. Kêu trời không thấu, gọi đất không nghe. Bà ăn nãy giờ được 3 quả rồi đấy." Anh chụp cả bằng chứng để thấy Hòa Minzy mang cả bịch trái cây sân vườn nguyên vỏ như thế này lên xe ô tô. Thay vì ghé đâu đó mua dao gọt vỏ cốc, người yêu Hòa Minzy buộc phải dùng răng để tách vỏ ra. Khi thấy cô nàng than thở và háo hức đòi ăn, với hành động này đủ để các fan của cặp đôi rừng rừng hơn. Rất nhiều khán giả suýt xoa khi thấy Minh Hải chiều chuộng giọng ca nàng tiên cá. Thậm chí anh còn tiết lộ gây sốc khi phải cắn cả ớt để cho vào muối ăn, chỉ vì bạn gái mê ăn đồ chua ngay trên xe mà anh chiều chuộng hết mực. Minh Hải hài hước than thở với nam diễn viên Hiếu Hiền. Bên cạnh đó, anh còn đăng tải cả clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy đang ăn cóc rất nhiệt tình. Chẳng những thế, cô còn đòi ăn nhiều hơn. Và bạn trai thì la làng vì bị ép bóc tận 5 quả cóc. Không những được nhắc tên thông qua sản phẩm âm nhạc, mà thời gian gần đây Hòa Minzy còn gây chú ý bởi chuyện tình với doanh nhân trẻ Nguyễn Minh Hải. Cả hai vừa công khai hẹn hò cách đây không lâu và khiến nhiều người ghen tị bởi những màn đối thoại đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Giữa tin đồn sắp kết hôn, Nhã Phương hào hứng giật hoa cưới trong hôn lễ của em gái. Phải chăng nữ diễn viên cũng rất nôn nao về chuyện kết hôn nên đã tham gia vào giây phút giật hoa cưới từ cô dâu? Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, trên trang cá nhân của các chị em gái nhà Nhã Phương đã chia sẻ khoảnh khắc đám cưới của một thành viên trong gia đình. Theo đó, cô em Phương Anh được bố mẹ tổ chức lễ cưới hoành tráng với bạn trai tại quê nhà Buôn Mê Thuột. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng không thể vắng mặt trong ngày đặc biệt này. Cô em gái Úc vượt mặt cả hai cô chị để lên xe hoa. Các chị em nhà Nhã Phương đều may mắn khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Nữ diễn viên diện đầm xinh xắn nhưng không kém phần nổi bật trong ngày cưới của em gái Phương Anh. Người đẹp vui vẻ chụp ảnh với các thành viên trong gia đình dòng họ. Trong tất cả các khoảnh khắc, cô đều toát lên được vẻ tươi tắn rạng ngời. Mới đây nhất trên mạng xã hội đều xuất hiện đoạn clip ghi lại giây phút khi cô dâu tung hoa cưới sau khi kết thúc hôn lễ. Điều đáng nói ở đây, không chỉ có các bạn bè của cô dâu mà chính Nhã Phương cũng tham gia vào khoảnh khắc này. Chẳng những thế, nữ diễn viên còn rất hào hứng. Cô còn nhảy cẩn lên để lấy được hoa từ cô dâu. Phải chăng Nhã Phương cũng đang rất nôn nao để được lên xe hoa? Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả thấy được sự vui vẻ, tung hứng nhiệt tình của cô, thay vì những biểu cảm e dè như mọi lần. Dù đã ra sức tranh giành nhưng bó hoa cưới này lại rơi vào tay người khác. Ngoài ra, điều làm mọi người rất chú ý chính là sự vắt mặt khó hiểu của Trường Giang.
Rất nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đã quay lại với nhau, nhưng trong sự kiện này, không có bất cứ bức ảnh nào cho thấy có sự tham gia của Mười Khó. Bình chọn nhóc tì đáng yêu nhất vừa chào đời năm 2018 của các sao Việt. Thanh Thảo, con gái đầu lòng Talina, ca sĩ Thanh Thảo được chào đời vào ngày 17 tháng 7, 2018 nặng 3,2kg tại một bệnh viện của Mỹ. Được làm mẹ ở tuổi 41, đây là sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa đối với cô. Chẳng những thế, gia đình và các fan cũng vô cùng vui mừng. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa tin điều kỳ diệu này lại diễn ra trong cuộc đời mẹ. Sau bao ngày trông ngóng và vượt qua những khó khăn thử thách, cuối cùng mẹ cũng được nhìn thấy con chào đời trắng trẻo, mạnh khỏe. Nặng 3,2kg, dài 50cm, đặc biệt có cái mũi hết thương hiệu của mẹ, Thanh Thảo tâm sự. Đến nay, con gái của giọng ca búp bê gần 1 tháng tuổi, Thanh Thảo đã tham khảo rất nhiều kiến thức để có thể chăm con một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, cô rất may mắn khi được ông xã lo lắng dành cả phần chăm con gái. Khánh Thi, vào giữa tháng 6 2018, vợ chồng nữ hoàng dancebox Khánh Thi vô cùng vui mừng khi đón thêm cô công chúa thứ hai cho tổ ấm. Được biết em bé sinh sớm hơn dự kiến khoảng 1 tháng rưỡi và phải nằm ở bệnh viện khoảng 3 tuần sau sinh để bác sĩ tiện theo dõi và chăm sóc. Các thành viên trong gia đình đều hạnh phúc khi có thêm sự xuất hiện của bé Anna. Đến nay bé gái đã gần 2 tháng tuổi và được cả bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Giờ đây rất nhiều người ghen tị với Khánh Thi khi có được tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Thúy Diễm, cách đây vài ngày trên trang cá nhân của vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm đã cùng lúc thông báo mình đón cậu con trai đầu lòng. Đặc biệt nhất bà xã của nam diễn viên đã hạ sinh bé trai cách đây hơn 1 tháng, nhưng đến nay họ mới chia sẻ tin vui này với tất cả khán giả. Con trai vừa ra đời nhưng trộm vía đã sở hữu được nhiều nét đẹp từ bố. Trong khi đó, Lương Thế Thành rất mê con, anh gần như dành hết việc chăm sóc em bé. Bà xã cho hay anh mê con hơn tất cả mọi thứ trên đời, bỏ cả vợ sang một bên. Con xin chào ông bà, cô chú, con là Lương Thế Bảo, tên ở nhà là Bảo Bảo, tên tiếng Anh của con là Vreden. Thúy Diễm hào hứng chia sẻ, được biết nữ diễn viên sinh thường và cậu bé được 3,2kg. Giờ đây con trai chính là mối quan tâm lớn nhất của hai vợ chồng. Hà Anh, vào lúc 10:30 sáng 26 tháng 6, siêu mẫu Hà Anh đã lên bàn mổ tại một bệnh viện uy tín và sang trọng thành phố Hồ Chí Minh để hạ sinh con gái đầu lòng. Theo thông tin do gia đình chia sẻ, bé nặng 4,4kg và thời điểm đó ông xã cô rất vui mừng khi cả hai đều mẹ tròn con vuông. Hà Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ôm con gái vào lòng. Đến nay bé được khoảng hơn 1 tháng tuổi nhưng đã được bố mẹ đưa đi nhiều nơi. Hải Băng, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Hải Băng đã hạ sinh con trai thứ hai tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô và ông xã rất mong đợi sự xuất hiện của con để gia đình có thêm thành viên mới và tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Không hề che giấu mà trái lại, Hải Băng rất thường xuyên khoe ảnh gia đình lên mạng xã hội, đặc biệt là hình ảnh của cậu con trai mới sinh. Thiên thần thứ hai này được chào đời bằng phương pháp sinh mổ và nặng 3,2kg. Nói về việc chọn ngày giờ sinh cho con vào lúc 7:07 ngày 17 tháng 7, ông xã Thành Đạt cho hay, chúng tôi cố ý chọn ngày giờ đẹp cho con chào đời. Chị của bé là Kem có ngày sinh toàn số 2, còn em trai gắn liền với những số 7. Hải Băng rất thích có con trai. Bên nhà vợ tôi chỉ toàn cháu gái, đây là cháu trai đầu tiên nên cả nhà đều vui mừng. Tôi hạnh phúc vô cùng trong lần thứ 3 lên chức bố. Lan Phương, vào sáng ngày 15 tháng 5, nữ diễn viên đã hạ sinh thiên thần đầu lòng với chồng Tây tại một bệnh viện quốc tế Hà Nội. Người đẹp đã chuyển ra Hà Nội từ vài tháng trước để tiện việc chăm sóc cho gia đình trong những ngày cô sinh con. Vì thai nhi nằm ngôi ngược nên Lan Phương buộc phải sinh mổ, bé gái nặng 3,5kg, dài 55cm. Đến nay con gái đã được hơn 2 tháng tuổi và có tên là Lina Lindoffy. Thời gian này Lan Phương gần như lui về hậu trường, dùng hết mọi hoạt động để chăm sóc con gái. Cô may mắn khi có ông xã đồng hành và lo lắng từng ly từng tí khiến ai cũng ghen tị. Phản ứng của Trấn Thành khi bị chị em Cẩm Ly bêu rếu chuyện ăn khuya cân nặng.
Trấn Thành bị Cẩm Ly Minh Tuyết tố ăn khuya bằng chè khoai môn, bún mắm và tương lai sẽ tăng lên tới 100kg chứ không phải 74kg như hiện tại. Tại chương trình Tuyệt đỉnh song ca, MC Đại Nghĩa mở màn cuộc đấu tố cân nặng thú vị. Khi so sánh bản sao của Hà Anh Tuấn thời chưa giảm cân với giám khảo Trấn Thành, anh hài hước nói, điều thú vị chúng ta có cơ hội được gặp gỡ Hà Anh Tuấn ở hai thời điểm khác nhau. Hà Anh Tuấn của hiện tại và Hà Anh Tuấn chưa giảm cân trên 100kg. Làm tôi liên tưởng tới giám khảo Trấn Thành. Trấn Thành nghe đồn trước đây cũng trên 100kg, cũng cố gắng tập luyện mới có được body như vậy. Đáp lại, Trấn Thành lập tức lên tiếng giữa mình và Đại Nghĩa, ai gần con số 100kg hơn, và anh tự khai cân nặng đỉnh điểm của mình ngày xưa là 76, sau đó giảm xuống còn 64 và giờ lại lên 74. Trấn Thành bị Cẩm Ly Minh Tuyết tấn công về cân nặng. Giám khảo Minh Tuyết cũng không quên góp vui khi nói MC Đại Nghĩa vu oan cho Trấn Thành. Bởi ngày xưa người ta có 76kg nhưng trong tương lai người ta sắp 100kg, làm Trấn Thành đứng hình vài giây và quay lại ngậm ngùi chia sẻ, tôi nhớ tôi cũng đối xử dễ thương với Tuyết mà. Cũng từng đi ăn bít tết với Tuyết mà, qua bên Mỹ là nhà vô tích của Tuyết ăn liền, rồi những ly chè ai rủ tôi ăn 4 ly chè khoai môn giữa đêm cho tôi mập. Trấn Thành đau khổ, kêu than Minh Tuyết rủ mình đi ăn, rồi bây giờ lại mỉa mai xỉa xói mình. Để tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện ăn chè giữa đêm khuya của Trấn Thành, MC Đại Nghĩa kể tiếp. Tôi từng tận mắt thấy trợ lý của Trấn Thành mang một hộp chè khoai môn, khoai bắp, khoai mỡ hay gì nữa mà có chan nước dừa lên trên vào lúc đêm khuya. Trấn Thành lần nữa chua xót thốt lên, anh vừa phải thôi, chè khoai mỡ ai mà nấu. Chị Tư vội đính chính cho Trấn Thành là bữa đó trợ lý của Trấn Thành mang một chiếc hộp lên, nhưng đó không phải là chè. Cô tỉ mỉ mô tả hộp đó là chuối, gọi chính xác là kem chuối được bỏ trong một cái hộp, dừa nào ở trên, sau đó có đậu phộng rất là nhiều. Đặc biệt, chị trợ lý có cầm thêm một bịch nửa rưới lên, chị tưởng là bịch gì, ai ngờ là nước cốt dừa chan lên thật đều và sau đó Thành mới chịu ăn. Cẩm Ly khiến khán giả bất ngờ về độ duyên dáng khi pha trò của cô trên sóng truyền hình. Câu chuyện ẩm thực khuya cùng Trấn Thành tưởng chừng sẽ kết thúc, nhưng MC Đại Nghĩa lại thêm một nhát vào trái tim nam nghệ sĩ khi tố tiếp. Sau đó bà trợ lý còn đẩy thêm một tô bún mắm nữa, làm khuôn mặt của nam giám khảo thêm phần đặc sắc, gượng gạo không nói thành lời. Bộ tứ giám khảo có những màn chặt chém vô cùng hài hước trên sân khấu.